Thôi, anh Vinh. Anh Vinh. Thôi. Vậy? Ủa anh ngáp con này chi vậy? Anti-fan dám thách anh Vinh là 24 tiếng ráp xong condo Raymond tờ tu 36 ngàn mảnh. Trời trời, sao cái mặt của anh bơ phờ vậy hả? Qua này đâu ngủ đâu. Ráp cho nó xong, bây giờ phải chụp hình úp lên mạng để cho anti-fan biết là anh Vinh đã hoàn thành xong cái thử thách. Đừng quên rồi. Thách anh vậy là còn đỡ đó. Đây nè, đọc xong cái bình luận này là sốc ốc luôn. Nè, thách anh 3 ngày làm chó. Phải rồi. Mày cảm ơn bạn này chưa? Ừ. Không chửi đâu chứ cảm ơn gì. Bảy nhắn cảm ơn liền đi. Hôm bữa em thấy có mấy youtuber làm về nội dung này rồi, tương tác cao dữ lắm. Anh làm liền đi. Làm đi anh. Anh không làm là người khác làm đó. Mày làm đi anh quay phim cho. Em thấy cái ý tưởng này hay chị Phương. Chị muốn nhanh có nút vàng không? Muốn. Thì chị phải tranh thủ làm cái ý tưởng này liền. Mày khùng má. Quay xong clip này cha thì giết thì chết. Anh Vinh, các bạn này comment kêu anh làm thử thách này nè. 25 giờ sinh tồn trong chuồng heo. À, sinh tồn trong chuồng heo à? Ở trong chuồng heo đó mày ăn cái gì? Mày ăn cái gì mày sống? Ai biết? Không biết thì cũng nói. Đi chỗ khác đi mà tào lao hả mày ơi? Đi đây. Bộ bé heo có tình cảm với anh Ngọc hả anh Vinh? Cá gì? Cứ nào mình lớn à? Fan A Ngọc chuột bự. Anh bấm hình ảnh đại diện của người ta làm chi? Anh coi địa chỉ nó ở đâu, anh tới nhà dứt nó. À, đâu có đăng clip gì nè. Tới số mè con, để tao vô coi mặt mũi mày sao gan vậy. Trời ơi, sao cái anh này xăm mình nhiều dữ vậy? Còn nhỏ mà nó xăm nhiều thế nha. Bộ anh sợ hả vậy? Cho mày đó. Anh Vinh, em mới đọc được cái bình luận này hay lắm nè. Em thách tìm anh livestream TikTok trong vòng 30 phút đạt được 1 triệu lượt thích. Làm không? Được. Em chạy vô nhà lấy cái lò kẹo kéo ra đây cho anh. Livestream TikTok rồi mắc gì lấy lò kẹo kéo anh? Cứ lấy lò kẹo kéo đi, miễn sao anh hoàn thành thử thách này của bạn fan được rồi. Mấy bạn nữ đi lấy cho anh hai cái big roll ra đây. Nhanh đi, nhanh đi. À bà này tên là On The Floor nha các bạn. Nãy giờ này nó nói gì nghe không hiểu. 2700 bạn đang coi mấy đứa đó. Tụi mình chia live stream trong vòng 30 phút thôi nha mọi người. Quá dữ quá dữ. Bài Dad Girl. Ok, nghe phát âm là biết giỏi tiếng Anh rồi. Ok, lên nhạc nha mọi người. Quang ra mà này mua hip hop luôn Quang không mập ơi. Mua hip hop đi. Nói theo với chị Thảo kìa. Chị Thảo đừng hát nữa. Hát rồi người ta đi ra hết. Ok ok. Nói theo chị Thảo đi. Hát gì chủ yếu cho bé heo nghe hay sao? Đúng rồi, cho bé heo các bạn nghe. À, mẹ hát hay không? Hay. Phải hát hay bé heo mới nghe nha. À. Nhà quan nè. Thử thách về những định luật vật lý. Anh đọc nè. Team Tony hãy đi làm từ thiện. Phải đi làm từ thiện mà quay phim để up lên mạng để làm gì? Mình phải làm như vậy để truyền năng lượng tích cực cho người ta, rồi từ từ mới có nhiều người cùng làm từ thiện. Anh thấy cũng rất là nhiều bạn sử dụng cái lý lẽ giống như em vậy đó để mà che đậy cái mục đích thật sự của mình. Ví dụ như bây giờ làm từ thiện là làm bằng cái gì? Tâm. Làm bằng tâm thì chỉ có mình biết trời biết đất biết thôi, chứ sao mình làm từ tâm mà cái chuyện đó mình muốn cho cả thiên hạ đều biết đó là sai. Rồi qua cái comment tiếp theo đi. Trời ơi. Đây em có bình luận này nè. Thử thách một ngày sinh tồn trên nóc nhà. Ví dụ như nói sinh tồn trong rừng thì mình hái hoa quả mình ăn mình sống qua ngày. Sinh tồn bên bờ suối thì mình đi câu cá mình ăn uống mình sinh hoạt.
anh già rồi, mày nhẹ tay thôi. Em lướt thấy cái bình luận rồi nè. Team mình hãy tổ chức cuộc thi vua nói bậy. Anh nghe có nửa thôi là anh biết rồi. Khứa này tên gì? Bạn này tên vô học anh. Trời, phải rồi, này không chừng bạn của ngáo con hồi bữa đó. Nghe tên vô học thì giờ em nghĩ thử coi anh có làm theo bình luận này không. Dạ không. Mốt anh Vinh ơi, có bạn kêu anh là dẫn team qua Bến Tre tham quan khách sạn với anh trai đẹp lắm. Khách sạn với anh trai từ đây lên Bến Tre. Đợi Quang, chỗ này chen khu du lịch sinh thái luôn mày. Cây cối xung quanh không mà mát mẻ dễ chịu ghê. Sao mấy cái ổi không có trái gì trơn vậy? Chứ là em thấy cái lá nó lạ đó nè. Ổi đâu mà ổi, cái này là cây thần kỳ đó. Em ăn cái trái cây này xong ha, là em ăn muối nè, ăn chanh, ăn ớt đều ngọt hết trơn á. Đúng rồi đó. Mấy cái cây cầu thang này nè các bạn, chủ yếu làm bằng mấy cái khung sắt bắt vô cây dừa để làm đường cho mình đi đúng lên. Đúng rồi, cho nên chắc chắn lắm nha. Đây là nhà hàng trên ngọn dừa nha các bạn. Vô không quay đâu quay ngồi ngồi đúng không thanh em ngồi thứ rồi sao cái chân nhúng nè trời ơi ở ngoài đây là cái bàn đó hả ngoài thanh mà anh thấy ở trong đây người ta nhét cái chai gì á chai nè nhét cái bọc đó anh ơi cho nó cứng cái chai lại không bị mềm á đẹp, đẹp quá các bạn ơi. Mời mốt mình về mình phải kêu anh Vinh làm khách sạn trên đó xài mới được. Gì vậy chị thở? Nào. Gì vậy? Cái này mới là độc lạ nè. Gì mày? Nhà vệ sinh trên ngọn dừa. Đậu. Trời ơi. Để em vô thử cái cảm giác đi vệ sinh trên cao cách mặt đất 5m coi nó ra sao. Tính ra muốn xây được căn nhà giống vậy là tốn nhiều dây chai lắm nè. Vậy khoảng mấy trăm ngàn chai chứ không có ít đâu chị Hảo ơi. Cái chỗ này mà ban đêm dẫn người yêu tới uống cà phê á. Đã biết mấy trời. Tỉnh đi. Hồi nãy giờ mấy anh em mình đi tham quan cũng hết đó các bạn. Mình để ý một cái ha, là chỗ này cây cối nó rất là gặm gạp luôn. Đúng rồi. Mày có muốn chơi bắt chó không? Thích thì chơi, tao sợ mày chắc à. Vậy mấy người con gái có chơi không nè? Nãy giờ cũng sắp chiều rồi. Anh tài xế đang đợi ngoài xe kìa. Hay mình chơi dán thôi được rồi mấy anh chị ơi. Vậy cũng được. Nếu mà chơi dán á là phải có hình phạt cho người thua nha. Vậy nó mới hấp dẫn. Giờ có hình phạt gì nào? Nam thì hết đất 10 cái, còn nữ á thì thục dầu 10 cái đi. Ê cây này được không? Trời ơi, cây này nhỏ xíu sao lấy. Cái vừa này được. Cái vừa luôn hả? Lấy cái này làm cổ tống đi. Gọi giờ nhiều gái bị nha. Nhiều gái bị. Nhiều gái bị. Từ từ. Từ từ. Ba tay trắng nè. Trời ơi xui vậy. Nhiều gái bị. Trời ơi. Mình bắt luôn các bạn ơi. Điểm 500 vô quá rồi. Vô bán rồi. 500 đó nha. Ok, điểm đi. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 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 35
Chó này có bỏ trốn được á bạn. Trốn mày luôn gì không? Trốn đó hả? Đúng rồi, chị lo trốn gì đây. Ok ok. Ở đây nhiều lùm cây lắm, kiếm một cái chỗ trốn đại đấy bạn ơi. À, để cái hồn phi nè, chui vô đây trốn luôn. Nhanh lên, nhanh lên. À, dạ. Ủa, mày trốn đây luôn hả? Mày đây chi, cái đứa khác trốn đây. Tao kiếm nãy giờ rồi, nó trong lỗng nè. Trời vô đây trốn chung với trùm hả chị? Chết rồi, vô trong tre đi. Nhỏ nhỏ tiếng ngon ngọt. Ừ. Trốn chỗ này đi, thấy chỗ này kín rồi nè. Cái gì thúi vô trời. Anh thằng ơi, trốn gần chuồng này, hàng gì thúng chết luôn vậy đó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 500. À, đứng gần cậu bao 400 bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ đi bắt nha các bạn. Anh em không mà, tôi trốn chung cũng không được nữa. Mình phải đi kiếm từ từ các bạn ơi, mình đi phía đằng đây trước nha các bạn. Hồi nãy tại vì mình nghe tiếng bước chân là đằng đây rất là nhiều luôn nè các bạn. Đây. Đó, mình. Ê, con heo kìa. Đây, con. Trời ơi. Dế gì, dế gì. Em tung trước mà. Anh tung trước á. Trời ơi, mày đừng ăn gian. Đó, mình. Ê, con heo kìa. Đây. Chuẩn bị sẵn hết đi, mày ngồi vậy sao chạy. Tao biết rồi. Nghe mày. Không biết còn ai không nữa. Mình sợ mấy bạn ơi, mình đi xa cậu là mình sợ lắm. Đi gần đây nha. Mình thấy các bạn, mình thấy chỗ nào rồi.
gió đỏ này rồi. À đây, á tiền. Á tiền. Á tiền tung. Trời ơi, nó chạy nhanh như chạy. Trời ơi. Rồi, tao thấy nháo kìa, tao thấy nháo kìa. Ủa tiên rồi, tao biết rồi, tao quên. Thượng tiên hay đi chung với con Phương với chị Hảo đó các bạn ơi. Chắc là chúng chung đó. Rồi đây mình kiếm tiếp nè các bạn ơi. Rồi đi kiếm tiếp. Hay. Mấy cái lưu này không biết có ai không đó các bạn. Hình như nãy mình bắt con tiên hết. Ê, con này trời ơi, quá vậy. Tung. Tung. Chán gì sự á. Chán vậy. Bò lên mình thấy mã màu xanh là biết con Phương các bạn ơi. Mày dám mày chạy lại anh nháo không? Không. Mày nghĩ sao tôi chạy lại anh nháo? À, mình sẽ tiến thẳng lên cái khách sạn ở trên ngọn dừa trên kia các bạn. Mình nghi là trên đó có người. Rồi. Dạo tôi không được các bạn. Giờ mình lên trên đây mình không biết sao mình chạy xuống luôn á. Mình chạy là nghe tiếng gầm 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 cái nháo chạy ra là coi như xong luôn rồi. Làm gì? Hồi sáng ăn khoai lang giờ đã bụng. Mình cảm cho tao đi. Ây trời ơi thằng này. Gì hoài vậy? Đau bụng, chột bụng. Đau. Tao liệu tao chạy dưới tao tung đây chưa đầy nghèo hử địch này hoài kiểu sao hỏi chết không chết luôn á. Ủa mẹ ơi thông cảm cho tao đi trời. Tao được rồi bạn ơi. Rồi trời ơi thằng nãy trời tôn 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 giờ biết sống hai người rồi kìa. Em tôn được rồi nè, bắt đường đại kìa, thêm người nữa. Ai tôn được vậy? Đây nè. Trời ơi vậy là mình qua đây mình đứng rồi. Con thằng Thánh đúng rồi. Mình đang trốn ở trên cầu thang nha các bạn. Dạ trời. Em nói chị ha, thằng Thanh nó trốn gần chỗ em mà nó được ví dặn luôn á. Nó được hoài luôn á. Cái chỗ bên đây là phía tổ ong các bạn, cho nên không ai trốn gần đây đâu. Mình chắc ăn với các bạn luôn á. Tại gần chỗ tổ ong các bạn, mấy tụi này nó sợ tổ ong. Ê! Vũ Anh! Trời ơi! Vũ Anh các bạn ơi! Vũ Anh nằm dính mình giật mình luôn các bạn. Trời ơi! Hình phạt đúng không? Anh phải đây. Cuối cùng tụi mình cũng đã xong hướng thách mà các bạn đưa ra nè. Anh Vinh thử giật tay với các bạn nam trong team. Em đại cái bình luận này lâu dữ lắm rồi. Mày có cửa hả? Hít đất 5 cái còn hít không nổi đó chi giật tay với Vinh. Anh Vinh là phải chơi với tao. Rồi. Vô nè anh. Kẻ trâu này. Tất cả tránh ra để anh khởi động. Tránh ra kìa. Không bằng tao nữa. Rồi cầm cho anh đi. Cục này là 8kg đó. Cầm. Cầm. Rồi. Rồi, cả ai vào vị trí đây. Suy nghĩ kỹ là em muốn đấu với anh chưa? Kỹ rồi anh. Chị đoán thứ ơi, anh Ngọc có thắng nổi anh Vinh không? Chị không biết nữa, anh Vinh thì già rồi. Còn thằng Ngọc á, tuổi trẻ trâu mới lớn mà. Chuẩn bị. 1 2 3 bé hèo, nhìn thằng Ngọc kìa, tập gym chuột bự chỉ để làm kiển thôi. Anh Vinh già yếu rồi mà giật tay chịu không nói 10 giây. Đào vô dậu. Nói vô giật tay ổng đi. Vô anh Vinh. Vô đây. Anh Vinh với em nè. Mập này ha. 3 giây. Chơi đi anh. Nhạo
vô. Anh hiểu ý em không? Anh vô đây, vô lẹ đi. Mày thấy chưa gạo? Anh Vinh, vô kéo với em nè. Anh vô đây thử nè. Đây nè. Em đợi cái ngày lâu lắm rồi đó. Tay trái thì tay phải nãy kéo với Ngọc giờ nó bị bong gân hết trơn. Trời, anh tính tay nào là em chiều tới đó luôn à. Ở sao nãy đen hôi dữ ta. Trời, mày ơi. Over. Tới em nè. Anh vô đây chơi với em. Tay phải. Phải đó. Rồi. Chuẩn bị. 1 2 3. Dạ dạ. Cái này cũng được 1 giây. Còn ai nữa không? Còn ai nữa không? Còn ai cả? Hết rồi anh ơi. Rồi, mấy đứa con gái muốn vô thử không? Thôi rồi. Thấy điện thoại ra đọc tiếp cái comment tiếp đi. Điện thoại ra. Rồi kéo xong rung tay chân cầm điện thoại rung rung luôn nè. Mấy em biết cái thể lệ cuộc thi thách thức danh hài mà đúng không? Dạ biết. Trong vòng 30 giây, thí sinh nào bước lên trên này thi mà làm cho một trong hai ban giám khảo cười thì em sẽ vượt qua được vòng đó. Phần thưởng ở vòng 1 là 200.000, vòng 2 500.000 và vòng 3 là 2 triệu. Mời thí sinh đầu tiên lên đây dự thi. Ai mới đẩy đâu ạ? Ai mới đẩy đâu nè? Ủa mấy đứa? Ai mới đẩy anh Quang kìa? Có ai biết gì đâu. Ai mới đẩy nữa ạ? Rồi giờ em thi không? Chà anh Vinh, anh cô Tí. Thì em lên thi không phải để kiếm tiền. Mà em thi để thể hiện cái năng lực làm thơ thảo thính của mình. Thì ghê chưa? Bé heo! Hả? Lên đây diễn chung tôi đi. Trời ơi, anh diễn một mình đi, không có diễn đâu. Lên đây với tôi nè. Không nè. Thanh, mày lên đây với tao. Ơi, làm gì vậy? Lên giả làm bé heo cho tao. Tao con trai mà, đâu dai gai được. Trời ơi, năn nỉ mày đó. Trời ơi, trời. Đi vô. Đẹp rồi đó. Ai mà hả? Giờ mày thành bé heo rồi đó. Hỏi đại tao bất cứ chuyện gì đi, trên trời dưới đất gì, gọi tao làm thơ thả tính cho mày nghe. Rồi rồi, bấm vào đi anh ơi, em đi nha. Hai đứa lộn xộn quá, 30 giây nha. Dạ. Vòng 1, bắt đầu. Quan giáo sư, bây giờ trời mưa nè, mày cần cái gì nhất? Quan cần ô, thêm em là đủ. Oh my god, tỉnh gì Quan. Hay đó cô Tiết, nó muốn áp dụng câu thơ này đi tán gái được đó. Tiếp đó nha. Bây giờ trời mưa nè, không quay phim cũng khỏe, thời tiết còn mát mẻ nữa chứ. Chứ bình thường á, nóng là cũng chết à. Bây giờ cuộc đời là nóng đó, mày làm thơ được không? Được chứ. Không có cái nóng nào bằng nóng lòng gặp. À, tao thấy mày đó giờ mày không có đeo đồng hồ luôn á. Đeo đồng hồ đi cho đẹp. Quang không cần đồng hồ, vì giờ nào Quang cũng nhớ tới heo. Hay quá bạn ơi. Lố 30 giây rồi. Hai thí sinh này lội về chỗ đi. Không có gì đáng cười chăng á. Tới em thi nè anh ơi. Rồi An Ngọc là thi một mình hay là có đồng đội gì không? Dạ không, em diễn một mình. Rồi. Em sẽ đứng đây kể một câu chuyện khiến hai ban giám khảo cười rớt nước mắt. Bấm giờ đi chứ. Nó nói vậy gọi là anh em mình phải kìm lại, bị biết không? Rồi. 30 giây. Bắt đầu. Đây là câu chuyện có thật vào 20 năm trước mang tên Ma Vú Dài. Ê, anh cô thấy cười kìa. Ê, gì vậy trời? Cười hết cười luôn kìa. Trời ơi, hồi nãy tao với mày lên diễn hài đó, không cười đâu. Ngọc lên nói mới có mấy câu rồi cái cười đó là sao? Tao diễn hơi bị nhập tâm luôn á. Kỳ trời.
Lấy tiền ra trả nhỏ đi, 200 ngàn. Đây, 200 ngàn của em. Cảm ơn anh. Đi, cũng cười. Yeah. Nhận được 200 ngàn rồi, vậy em muốn dừng lại hay là thi tiếp? Thi tiếp chứ anh, chuyện còn chưa kể nữa mà. Vòng 2, 30 giây, bắt đầu. Câu chuyện này xảy ra vào 20 năm trước. Ở cái xóm này, mấy ông nhậu thường hay đồn có một cô ma nữ rất là đẹp, mà cái vú dài tới mấy mét. Thì cái chỗ ở của con ma nữ này nè là gần ngay cái cây cầu tiêu công cộng dưới đây. Khoảng 11, 12 giờ khuya, mấy ông nhậu đi về là thường hay gặp nó dữ lắm. Em mới thắc mắc tò mò muốn biết nó đẹp tới cỡ nào. Thì hôm đó em mới cầm cái đèn pin đi kiếm nó. Mà kiếm hoài kiếm không thấy. Rồi sao, rồi sao? Câu chuyện của em hết rồi. Mày đi về luôn đi. Lãng xẹt chứ trời, gì kỳ vậy? Rồi tiếp theo tới ai nữa? Tới thí sinh nào muốn thi nữa không? Hai lên đi phố. Lên chứ không biết đi. Lên đi, không có được. Không có được nghe lời chị đi, lên hát bài đậu liệt. Đúng rồi, lên đi. Phương à, em tính thi cái gì? Em thi hát. Thi hát. 30 giây, bắt đầu. Đi 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 đi, đi đi đi. Đi 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 đi. Thôi, hôm bữa thách thức danh hài có thánh đà đà đà, cái giờ tới mẹ mẹ lên mẹ đi đi đi. Tưởng dễ ăn tiền có hai anh lắm hả em? Về chỗ đi, tào lao. Đó thấy chưa, em hát anh Vinh không cười luôn mà kỳ. Ai biết đâu, chị thấy người ta hát đà 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 là đánh được 100 triệu. Thì cưng là đi đi đi, ít gì cũng phải được 1-2 triệu chứ. Còn ai muốn thi nữa không? Còn ai không? Đạo nè, biết gì lên. Đạo nè, lên thi. Thôi em không dám lên đâu anh ơi. Có tiền không chịu thi trời lên. Có tiền đó trời. Mấy em gọi thi nữa không? Dạ. Chị lấy cái điện thoại ra kiếm mấy cái bình luận mới đọc đi. Dạ. Lần như vậy á. Dạ. Clip mới nhất nè. Kiếm anh Vinh ơi. Mấy cái series mà làm theo yêu cầu của fan á thì mình làm 3-4 cái comment thôi, em thấy cái video đủ dài đó. Đúng rồi anh ơi, mình chờ lại mấy cái comment này ai á để tập tiếp theo mình làm. Tính ra sớm bây giờ là cái clip này mình làm được những cái comment nào ta? Đầu tiên là trong vòng 30 phút livestream TikTok kiếm 1 triệu lượt thích, đúng không? Đúng rồi. Comment thứ hai là đi biệt thự ve chai ở Bến Tre. Comment thứ ba là Phật tai. Comment thứ tư là thánh thư bên này. Vậy thôi video này tới đây kết thúc được rồi. Thì chào mọi người đi, chào mọi người đây. Bye bye. Là bấm đăng ký kênh, bấm like và bật cái chuông thông báo lên nha các bạn. Trời ơi.